mới đây cũng được hơn 10 ngày. Cái thời điểm đó là trong cái thời gian mà Đà Nẵng mình đang có dịch, mà ba mình lại cấp cứu nơi bệnh viện. Mình rất lo lắng về sức khỏe, tình trạng của ba mình. Nên thành ra mình phát tâm ăn chay để cầu nguyện cho ba mình, mẹ mình được khỏe mạnh, bình an qua mùa dịch. Bởi vì thăm con gái nhưng mà mình lại không ở bên cạnh ba mẹ mình trong thời điểm lúc mà ba mẹ cần mình nhất. Nên mình đã phát tâm ăn chay như vậy. Mình nguyện vì cái công hương mình nguyện là hồi hướng cái công đức ăn chay này để có thể gắn một phần khổ bệnh tật ba của mẹ. Nhưng thực ra thì sau này mình cũng tự hiểu rằng việc ăn chay đó nó không tự tạo ra công đức gì cả, mà việc ăn chay này chỉ là như là một thành quả mà tu tập đi vào Phật giáo. Sau này mình biết là ăn chay giúp cho mình một phần là để tu dưỡng cái tâm tánh, cái tính từ bi nữa các bạn. Nên thành ra là mình thấy sự ăn chay của mình thực sự mang rất là nhiều lợi ích. Lợi ích trước mắt mình thấy đó là mang lại sức khỏe của mình. Lợi ích thứ hai là mình tu dưỡng tâm tánh, mình thay đổi, cải thiện được cái sửa đổi, hoàn thiện chính bản thân mình. Và cái thứ ba là mình có thể mà mình nguyện xin hồi hướng một chút phần công đức hướng về ba, về mẹ của mình. Đó là nguyên nhân chính mà mình nguyện hướng tới anh trai như vậy trên trường của mẹ. Về kinh nghiệm ăn chay thì thật sự ra là mình cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm. Hiện tại thì mình ăn chay thì mình chỉ một tin tưởng một điều, đó là tin sâu vào nhân quả. Mình muốn tu tập nuôi dưỡng những cái lòng từ bi của mình, chứ không phải như trong những thời gian trước đây là mình cảm thấy rất là khó khăn vì thay thói quen và ham muốn của mình. Thành ra có những ngày mình đã phạm, mình phải phạm phải những ngày. Nhưng bây giờ thì đã khác, khi đã có một mình có phát tâm vào, khi mà đã phát tâm một cách đúng đắn, một cách chân thành thì mình sẽ chiến thắng được những cái khó khăn đó. Và mình dần dần tập thành thói quen ăn chay một điều tự nhiên và không cần quan tâm tới những mà cái khó khăn trước đây nữa. Xin chào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một món chay rất thanh đạm và rất là đơn giản. Đây là món gỏi khổ qua. Nguyên liệu của mình bao giờ gồm có khổ qua này, cà rốt, chanh, ớt và là nấm. Những nguyên liệu này là mình đã sơ chế qua và được sắc, bào, sợi. Bây giờ còn phần nấm này mình sẽ xé nhỏ và ướp gia vị. Nấm đã được, và các bạn nên nhớ là nấm này phải nhớ vắt thiệt khô các bạn nghe, không là để tránh tình trạng ra nước. Bây giờ là công đoạn là mình sẽ xào nấm. Tuy là món gỏi nhưng mà với nấm này chúng ta phải xào sơ để cho thấm gia vị một tí. Các món chay thường rất là thanh đạm, chủ yếu là rau củ quả. Mà rau củ quả thì những món này thì các bé nhà mình rất là thích. Mỗi tháng nhà mình thì mình ăn chay 4 ngày. Ăn chay thì mình thấy rất là có lợi. Thứ nhất là lợi về sức khỏe. Thứ hai là cảm giác con người luôn luôn được thanh tịnh. Rồi đợi dầu sôi thì chúng ta sẽ bỏ nấm vào xào ạ. Xào sơ thôi ạ. Thank you.
cho thêm một tí mì chính. Sơ cho thấm gia vị thì chúng ta tắt bếp và để thật là nguội các bạn nha. Thì món gỏi mà chúng ta để nóng thì nó sẽ không được giòn. Rồi, công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ làm nước tương của gỏi. Nước tương của mình thì các bạn cho cỡ một thìa như thế thì nước mắm chay. Mình cho thêm cả một thìa nước cốt chanh. Một tí vị chính và thêm tầm 3 muỗng cà phê đường. Các bạn cho thêm tầm 1 thìa cà phê tương ớt. Rồi, như vậy là nước sốt của ta đã xong, rất là đơn giản. Khuấy đều cho tan các gia vị bên trong. Và bây giờ là tới công đoạn trộn gỏi các bạn. Phần nấm này đã được nguội rồi các bạn. Bây giờ chúng ta bỏ tất cả các nguyên liệu vào này. Khổ qua cà rốt và thêm phần nước sốt chúng ta đã vừa pha lúc nãy. Món gỏi khổ qua này chúng ta làm rất là nhanh, đơn giản, gọi là mát nữa. Các món chay thường thì mình thấy là nó rất là dễ tiêu hóa, thanh đạm và tốt cho sức khỏe. Và đặc biệt á, là nó mình tập cho mấy đứa nhỏ nhà mình nên là một cái tính từ bi, không sát sanh động vật. Còn cái này biết có cây đắng không? Chúng ta trộn đều để cho thấm gia vị và bày ra đĩa luôn là được rồi các bạn. Món gỏi này thì chúng ta phải ăn liền, chứ để một chập thì sợ là khổ qua các phần rau củ của mình sẽ dịu đi, nó không được giòn như ban đầu. Rắc thêm tí đậu phộng nữa. Như các bạn nào thích ăn cay thì chúng ta có thể sắc thêm ớt vào để trộn đều với phần gỏi này. Nhưng mà nhà mình thì có những bé nhỏ nên thành ra mình cũng hạn chế bỏ ớt. Thế là xong một món ăn rất là đơn giản, nhanh chóng, bày ra đĩa và có một món ăn rất là ngon lạ. Mình đã hoàn thành xong món ăn của mình, nhìn rất là bắt mắt và hấp dẫn. Chúc cả nhà ngon miệng. Ha ha ha,